ảnh rất là lúc trước buồn buồn hồ chưa tới lại lúc đó còn chưa đi bán cái số được. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác, quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với anh Mộc Đồng đang có mặt tại thành phố Vĩnh Long thuộc tỉnh Vĩnh Long. Và ngày hôm nay thì cơ duyên trở về đây được sự ủng hộ chung tay góp sức của cô chú quý anh chị Mạnh Thường Quân. Thì Bùi Hồ đến đây để mà trao những cái phần hiện kim cho hoàn cảnh của cô Chính cùng với anh Lâm. Sau khi một tai nạn giao thông thì hơn mười mấy năm qua anh phải nằm bất động và sự sống của anh nhờ vào một cái chiếc gồng gọc tự chế. Trên kênh Bùi Hồ thì chắc có lẽ là cô bác quý anh chị cũng khá là quen thuộc về hình ảnh một người cô phải nuôi cái người cháu của mình trong một cái ngôi nhà như thế này. Chúng ta thấy một ngôi nhà khá là khang trang ha cô bác quý anh chị. Đây là ngôi nhà được nhà nước hỗ trợ cho cô Chính để mà nuôi anh Lâm. Và sáng ngày hôm nay thì anh Lâm không có đi bán vé số nữa. Lý do là mấy ngày qua thì anh cũng có bệnh đó cô bác quý anh chị. Và mỗi ngày thì anh cũng bán chỉ có 60 tờ vé số thôi. Mời cô bác quý anh chị vô đây với Bùi Hồ ha. Dạ, cô Mai Linh hả cô? Dạ, Mai Linh. Con chào cô Chính. Dạ. Dạ, cũng quay trở lại cô Chính thời gian gần đây. Cô Chính nha. Dạ, cô Chính chào hả cháu. Dạ. Anh Lâm mấy ngày nay bệnh hả cô Chính? Bệnh nghỉ 3 ngày rồi. Dạ. Sốt rồi đi không được. Bây giờ Covid nó đang trở lại. Dạ. Cô Chính ngồi đi cô Chính. Anh Lâm cứ miệt mài tập vậy á. Bữa nay chiều nay khỏe chưa anh Lâm? Số rồi mai đi bán rồi. Chiều người ta mới đem vé lại. Cô cháu mình có duyên gặp nhau hoài. Dạ. Đúng anh Lâm? Dạ. Lâm nói thấy mặt cháu là Lâm mừng á. Dạ. Tại vì cháu cũng như là một cái sợi dây mà móc nối những nhà hảo tâm là giúp đỡ cho Lâm rất là nhiều. Dạ. Đến ngày hôm nay Lâm phục hồi là cũng nhờ cô bác gần xa. Các nhà hảo tâm ở đây cũng như ở địa phương khác cũng như ở nước ngoài đã có lòng hảo tâm giúp Lâm rất là nhiều. Lâm phục hồi cũng rất là khá. Lâm cũng không biết làm gì để cảm ơn quý nhà hảo tâm từ xa tới gần, cô bác trong nước cũng như ngoài nước, chính quyền địa phương đã giúp đỡ cho Lâm ngày hôm nay. Lâm thành thật cảm ơn và kính chúc năm mới là quý nhà hảo tâm từ xa tới gần được khỏe mạnh, giàu giàu sức khỏe, làm ăn tiến lên phát tài và gia đình gặp nhiều may mắn. Dạ. Thật ra thì cô bác quý anh chị cô cũng có lòng cảm ơn quý cháu đã đến đây làm sợi dây móc nối liên lạc quý nhà hảo tâm. Cô Chính cũng chúc các cháu một năm mới sắp đến là giàu giàu sức khỏe, gia đình mà may mắn hạnh phúc, làm ăn phát tài. Rồi chấm dứt. Thật ra thì cô bác quý anh chị có biết không, đối với những cái hoàn cảnh khó khăn á thì đang không có lao động được thì sự hỗ trợ về tỉnh tài tiền bạc á dành cho những cái hoàn cảnh như thế này nó bớt đi một phần nào ạ. Lo trang trải cái cuộc sống thì cái sức khỏe nó cũng ổn định hơn. Tại vì vừa bệnh mà vừa lo phải tiền gạo, tiền cơm, tiền này, tiền kia. Mỗi thứ lo thì thành nữ là tinh thần nó không được thoải mái. Mà nhờ sự chung tay của quý Mạnh Thường Quân á thì cô Chính phần một phần nào đó cũng đỡ lo hơn. Và như vậy mà cô Chính mới đến thời điểm này là cô Chính 81 tuổi rồi. Mà sức khỏe cô Chính vẫn còn ổn và tinh thần cũng khá là minh mẫn luôn. 81 tuổi đó cô bác anh chị có tin không? 81 tuổi một số người thì thậm chí đến thời điểm 70 mấy thôi là nằm tại chỗ hoặc là đi đứng nó cũng khó khăn. Ở đâu nước ngoài ông nói bà thật 80 chưa, nó giờ thật tuổi thiệt luôn đó chứ không có nói dốc gì cho nó. Nhưng mà tại vì bà lao động với nó với trước đó bà cực khổ lắm nên là cũng quen rồi. Nhờ sự lao động mà giúp đỡ cho Lâm này nè, nó cũng tiến lên cơ thể của bà nhiều lắm. Chứ bà mà nằm một chỗ hoài á là không có được khỏe như vậy đâu. Vừa qua thì con thấy cái dòng dọc này con mới biết lần đầu tiên đó. Thì nhờ cái dòng dọc này thì cô Chính cũng tiện khỏe ha. Cũng có thể là di chuyển anh Lâm rồi dễ dàng hơn. Chứ nếu mà không có cái dòng dọc này mà cô Chính hiện nay thì đã 81 tuổi rồi. Nếu mà không có cái này thì cô Chính sẽ làm như thế nào hả cô Chính? Chứ không ẩm nó lên nổi rồi. Dạ.
gồng gọc này là gồng gọc. Lúc họ lại là cái bá lan cái là kéo. Kéo. Dạ, kéo mệt lắm. Gồng gọc này là gồng gọc dùng để cứu người. Dạ. Gồng gọc thì chắc có lẽ là khá là quen thuộc khi mà dùng để cẩu những cái cây hay là cái gì lên, nhưng mà đối với anh Lâm á, đây là cả một cái quá trình anh suy nghĩ sáng tạo ra để tự cứu lấy bản thân mình. Tại vì nếu như mình đi tập vật lý trị liệu á, tốn nhiều tiền lắm. Khoảng ngày khoảng mấy chục anh Lâm, 100 ngàn đúng không? Trăm mấy hả? Bây giờ là trường Mỹ Linh hỗ trợ cho nó. Trường Mỹ Linh cấp nhà này chứ không phải... Dạ, trường Mỹ Linh hỗ trợ nha. Nhà cô Chính thì cái dàn vàng này toàn bộ là của trường Mỹ Linh hết. Cô Chính thì lo đi bán gạo đâu có dư giả gì đâu. Đâu có gì về gặp nó rồi cô ngộn chỗ luôn chứ thôi. Con không biết là nếu như mà những ngày mà cúp điện thì sao? Cúp điện thì nó nằm mà lật qua lật lại thôi chứ không có tập được. Dạ. Phải lật qua lật lại chứ để nó nằm hoài lép. À, thôi bây giờ chắc có lẽ là nhờ cô Chính á. Dạ. Đưa anh Lâm lên chiếc xe cho cô chú anh chị xem được không? Dạ, đây là cái công việc hàng ngày của cô Chính nha cô bác anh chị. Và cô Chính làm cái công việc hàng ngày để mà anh Lâm đi bán vé số. Dạ. Anh Lâm ha. Sáng nay cô Chính tháo dây lòng cái cộng dây xuống trước. Thằng đó hay góp vậy. Ừ. Hơi mất thời gian anh Hồ. Dạ không sao. Đây là một cái quá trình công phu và nghe anh Lâm chia sẻ thì cũng cả một cái gia tài. Khi mà ba của anh Lâm vừa cùng với anh Lâm thì đẩy tới nha. Được cái này ra tháo cái tay. Ba mất luôn. Ba Lâm trước đây đang mất luôn. Đúng nào, đúng này. Đang con xuống. Và hôm nay thì nhờ cái này mà để anh Lâm phục hồi được sức khỏe lại. Thì nó cũng này lộn với đầu đó chứ hả? Lộn xuống với đầu đó chứ hả? Đưa qua hai đó. Đúng rồi. Chằng chịt những sợi dây ha. Cho nó qua vậy đi. Cái này nó giảm cái độ nhẹ của Chính á. Chính nếu mà nó không có máy hỗ trợ thì làm được lắm. À. Rồi. Giờ đẩy tới nha. Tháo cái tay ra. Hồi lúc trước thì cô Chính còn sức khỏe nhiều, giờ cũng hạn chế rồi. Hồi lúc kia không có máy, sáng ra tắm nó rồi là cô phải tập nó cả ngàn cái động tác, cả ngàn cái kéo tay cái này. Ý cô hết sức rồi, làm không nổi. Cô em cô Chính hỗ trợ nữa mà giờ mất hết rồi. Để chơi nha. Tháo gót luôn, tháo gót. Rồi, tháo. Cái quái kéo mà cái đầu nói gì chưa? Chưa. Dựa trước anh nha. Dựa trước anh nhà chứ không phải phía sau nè. Rồi dây chặt gì. Thật ra cái này thì cô Chính thì... Bởi vì một lần làm cho nó cả 2 tiếng đồng hồ mới lên xe lăn. Tại vì 2 tiếng hả? Tắm nó này kia cái nọ đó. Chứ còn mà lên thì mau. Mà lên thì lẹ rồi. Khoảng tiếng lên là khoảng bao lâu anh? Khoảng tiếng á. Một tiếng đồng hồ đó hả? Đâu có dữ vậy. Đâu mà lo là tự nhiên bây giờ em lên. Nói bây giờ mình lên xe lăn bán vé số kìa. À, giờ lên thì không có lâu. Khoảng 20 phút. Lên chút mà. Tại vì lên xong rồi có Chính phải mặc áo rồi này nọ đó. Đầy tới. Cài vé số rồi lên luôn là khoảng nửa tiếng. Phải sắp xếp ra vé số rồi. Rồi đưa ra ngoài đường cho nó đi. Có đường như xưa. Đúng là một cái quá trình đẹp. Nói chung không nhanh lẹ đó. Nói chung cũng lớn, cũng có tuổi rồi. Hai ngày nay thì anh Lâm anh nghỉ rồi. Một, hai ba ngày nay anh Lâm anh nghỉ. Lý do anh bệnh á. Lên thì nhanh chứ không có là. Anh một đồng sẽ thấy một hình ảnh rất là trước buồn hồ chưa tới lại lúc đó còn chưa đi lấy số được một cái dừng cái dừng có bánh xe lăn thấy không và kể cả cái dòng dọc cũng có thể di chuyển được luôn không có cố định lát rồi hả cho áo vô rồi mấy giờ trước đi. Dạ.
Cô Chính biết đến cô Chính chuẩn bị nước suối nữa mà đâu. Dạ. Mua chi cho tốn tiền cô Chính. Có mua để nhà rồi, có khách là lại chính tiếp. Tiếp vậy có khách đây. Còn nước mình uống là nước chay. Chay nói chung là nấu rồi bỏ chay để sẵn vậy đó. Còn chỉ có khách. Khách là Lâm mới về rồi đó, nằm trên cái giường tập có 8 tấc thôi, không có cử động gì được chứ. Rồi cô bắt cái bố con nằm dưới nó ngủ một bên. Lúc đó cái nhà này nó lụp sụp dữ lắm. Rồi bây giờ là cô Chính phải đeo một cái đai chèn qua cái lưng. Mà các bạn cái số rồi chứ. Bà cái số. Đó, này bạc đặng cho nó xuống xe lăn. Cái nó là cái lăn lót này em rồi. Lên cao để xuống. Ra. Cho anh Lâm đang ở trần á, nên mình sẽ hạn chế quay ha. Bình thường thì mỗi khi mà anh lên xe lăn như thế này thì ở trần lên nó dễ hơn ha. Lên xong rồi lên mới mặc áo. Mặc áo rồi mới đi bán. Lên xong rồi mặc áo. Bởi vậy, rồi cái sửa sạn này nọ thì nếu mà tắm rửa cho anh nữa thì được tầm hơn một tiếng. Người cô phải nói khá tuyệt vời luôn. Đúng rồi. Hơn người mẹ luôn. Nói chung là cũng nhờ rất nhiều sự hỗ trợ bên ngoài nữa. Ở ngoài bà con người ta hỗ trợ lúc đầu. Mới về mấy năm đầu khổ dữ lắm chứ ơi. Không mà nghe gì được chứ. Cô bấm gì vậy? Bấm kéo anh lên đó. Cô thấy cái trước khi bấm kiểm tra dây chặt lại ha. Mở cái remote ẵng nữa mới được. Mở cái remote. Rồi, con đây mở cái remote này mới bấm được. CB lên. Bà cầm dây đó nó xích ra nữa đó nghe. Dạ, biết rồi. Cầm dây sau lưng mày nè. Mày kêu ấy hả? Không phải, cầm không dây phải, này là... Cái cầm dây vô kìa, cầm dây vô kìa. Dạ. Đó đó, xích cái móc ra đó. Đó. À, đúng rồi. Để quay cái này kìa. Uống bụng nữa hả? Đâu rồi nhẹ. Gì cơ hả? Ra phải thẳng luôn nha. Cái ngay giữa luôn. Cô Chính móc sợi dây bên này trước á cô Chính. Nó sẽ không bị sức ra. Móc sợi dây bên này trước nè. Bên này tay đổi cái móc này nó dài ở đây nè. Đặng cho nó đây chở xuống nè, nó không ấy. Rồi. Đây ha, không đại à. Mở nào mà trước khi bấm là mở nè, rồi bắt đầu lên nè. Bắt đầu rút cái giường. Vừa bấm lên tới đó thì bắt đầu là giường. Cái chân nó hỏng cái giường rồi mình mới đưa cái xe vô được. Thấy anh treo lơ lửng không? À, treo lơ lửng như hồ vậy. Tập vô, rồi xuống nha. À, cài cái bánh này đặng cho nó đứng lại. Đẩy xe vô thì phải cài mấy cái bánh lại. Bánh đặng cho nó đứng lại đặng. Đứng lại bắt thì đầu mới thao tác để cho ngồi xuống. Bây giờ bấm nè. Xuống nè. Đó, gà chân vô đặng cho nó không có xúc ra. Tắt. Khi mà ngồi xuống xong thì cô sẽ thao tác và thấy những cái sợi dây ra bên ngoài. Đó, thì rồi cái mặc cái áo vô. Đây. Mở đai ra. Nếu mà cô Chính mà làm hơi chậm quá thì cái cảm giác mà lúc mà anh treo lơ lửng ở trên không đó anh cảm thấy khó chịu không anh Lâm? Khó chịu. Hơi khó chịu ha. Tại vì nó thấy xiết dở này ra. Lúc trước lên thằng trời khó chịu hơn nữa. À. Cải thiện này đỡ.
À, cái lúc ban đầu mà xài bằng cái bả lan đó ha, kéo nó rất là lâu ha. Dạ đúng rồi. Mà khi mà lên xong rồi thì cái cảm giác nó khó chịu lắm. Còn nhà bây giờ thì cái tờ này thì nó chạy rất là nhanh. Tôi cũng chạy nữa. Phải làm lẹ. À. Đó, rồi mới mặc áo vô. Ừ. Anh bán vé số, anh ngồi vậy khoảng bao nhiêu phút anh Lâm? Có khi khoảng 3 tiếng á. 3 tiếng hả? Nhưng mà chậm. Nếu mà ngày nào bán chậm bán thì cỡ tiếng. Cái áo anh được cô Chính may nó cũng khác với áo của những người khác. Cái này thợ người ta chế biến. Cái này là cái thiết kế để tiện cho cô Chính mặc đồ cho anh Lâm. Yeah. Những cái áo thường thì mình thợ sẽ mặc chế biến tới. Còn này là cái tay anh dùng mặc da sao lại. Mặc dài ra làm sao? À, nó cũng khác với những cái áo bình thường. Yeah. Như mình. Ăn lát đi đưa mấy gia cậu này đi về chứ. Ra mời ra quán cà phê uống nước thì làm. Rồi từ trong nhà như thế này thì anh Lâm có thể là di chuyển chạy ra ngoài đường luôn hay tự nhiên, hay là chạy luôn. Cô Chính đưa ra đường. Lâm chạy luôn. Tự nhiên lát chạy đi về thì mới chết thôi. Cái tay như vậy mà anh Lâm điều khiển được hả? Yeah, điều khiển. Nó điều khiển mấy móc này nè. À, được sao? Được. Mới lên là cứng. À. Còn rộng. Tức là sau giờ đang tập trị liệu thì cái tay của anh vẫn còn cứng. Đó. À. Vậy thôi mình ra ngoài trước đi cô Chính. Rồi, ra đi. Ngoài trước ngay chỗ này thôi, đừng có ra ngoài sân. Ấn dụng nút cho chứ. Để cho anh bấm cho thấy. Đó, anh tự di chuyển luôn kìa. Qua cái đó. Rồi. Tay luôn rồi. Khỏi xuống bậc anh, rồi. Anh ra ngoài trước này được rồi. Dạ, cô Chính lấy cái dây đai ra. Không có, à, ra đi. Ồ, cái tay anh thì không có nắm bọng gì mà anh di chuyển như thế này. Ồ, lái. Có xích ra tới ngoài trước này được rồi. Thấy anh cực khổ không? Ủa, xuống cái bực khó không anh? Sợ, không có dễ nhưng mà sao? Đây, đây. Mỗi bữa có cái đai. Rồi xuống chị ơi. Có đai cái đai. Lấy cái khăn lau mũi đi, cho anh Lâm cô Chính ơi. Đi bán xa thì... Cô Chính, lấy khăn lau mũi cho anh Lâm. Dạ. Cái này có cái thắng không anh Lâm? Có tự thắng không? À. Như vậy thì cũng tiện cho anh ấy cả nhà. Bởi vì cái tay anh thì... Quá đau lòng. Đúng rồi. Nó đi bán thì phải có cái đai này mới được. Tại vì nó bật. Nếu mà ấy nó bật lên trước nó rụng được. Giờ có cái đai nè. Này cô Chính, ngồi kế anh Lâm đi. Dạ, được, được. Đó, để gì vậy? Ấy cái đai. Đai giống như sốc beo, giống như chạy xe ô tô chứ. Đai ô tô mà. Đai ô tô. Không phải đai của xe đâu mà. Đai ô tô á. Đai ô tô. Thắt dây an toàn. Dạ. Thắt sốc beo vô. Rồi, đây đi. Rồi, hết vé số nha cô bán anh chị. Anh Lâm bán hết vé số. Sớm rồi. Nhưng mà bữa nay vé số của anh Lâm bán giá trị. Để bàn qua chứ. Để bàn qua, bán vé số rồi để qua về. Đó. Tự anh Lâm thiết kế luôn đó cả nhà. Rồi, người ta tự mua, tự lấy, tự giao tiền. Anh Lâm chỉ biết lấy tiền thôi. Ngày bán là 60 tờ hả Lâm? Dạ, 60. Mấy ngày nay anh nghỉ rồi. Cuộc sống cũng vất vả quá đủ. Cái việc anh Lâm di chuyển nó đây không tới 50 mét mà khó khăn, sức mồ hôi hết luôn. Anh Lâm sức mồ hôi mà cô Chính cũng ướt áo luôn. Em mới ra thì nó cứng. Đại hồi nó dữ dữ lại. Đúng là cái nghị lực dương lên. Mình không thể. Mình cứ đang cuộc sống mình khổ nhưng mà đấy thấy bao nhiêu là chia sẻ đây cho cô bác mình chị có thêm nghị lực luôn. Nhưng mà cũng nhờ cô bác hỗ trợ cho chứ nếu không có là nó chết. Nó thẳng ra vậy. Nên thành nữ cô bác xa gần hỗ trợ rất là nhiều.
tốn với nó gì lắm đó. Nói thật với cô bác quý anh chị là Bùi Hồ cũng cách nhà anh Lâm khoảng 70 cây. Nhưng mà khi mà có mạnh thường quân hỗ trợ là Bùi Hồ đều đi trao cho anh hết. Vì đơn cử là hai người á, không ai còn sức lao động. Dây mà liên lạc của cô bác gần xa, chứ cũng không có thì cũng không ai biết tới rồi chứ. Ngày hôm nay á, thì tụi con đến đây cũng có điện cho anh Lâm buổi sáng. Sợ anh Lâm đi bán vé số. Dạ. Dạ nên có hẹn trước. Bữa nay quá. Dạ, thưa với cô bác anh chị, hôm nay Bùi Hồ và anh Một Đồng đang có mặt tại thành phố Vĩnh Long của tỉnh Vĩnh Long để quay lại một hoàn cảnh của anh Lâm, một thanh niên nghị lực sống phi thường, để tìm lại, phải nói là chiến đấu với tử thần để giành lại cái mạng sống cho bản thân mình. Và được ơn trên hỗ trợ thì có một người cô chính rất là tuyệt vời, 81 tuổi, vẫn lo cho cháu của mình suốt mười mấy năm qua. 26 tuổi 43 rồi hả anh? 17 năm rồi. 17 năm qua. Một mình cô chứng chính chịu đựng, không than gên gì, không la gì. Quá thương. Một người cô tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì quay trở lại đây thay mặt cho quý mạnh thường quân, thứ nhất là một cái chị giấu tên ở Mỹ hỗ trợ cho gia đình của cô chính và làm 200 đô. Thay mặt cho con trai thứ của ông cụ giáo sư Bùi Quang Huệ ở trường Trung học Phổ thông Chuyên Ngô Quyền, Biên Hòa, Đồng Nai. Họ tiếp tục hỗ trợ cho cô chính 200 đô nữa, là 400 đô. Nhớ ông cụ giáo sư. Chú Mạnh. Dạ, chú Mạnh là con trai thứ của cụ giáo sư Bùi Quang Huệ ở Trung học Phổ thông Chuyên Ngô Quyền, Đồng Nai, cũng hỗ trợ thêm 200 đô. Ông này ổng giúp đỡ rất là nhiều. Dạ. Rồi ngày tổng cộng là 400 đô của bác quý chị. Bùi Hồ thì ngày hôm qua cũng đổi được là 100 đô là được 2.435.000. 400 đô là được 9.740.000. Một số tiền khá lớn ha. Dạ. Mày coi coi như là ăn Tết được cái Tết luôn hả cô chính? Cũng ăn Tết vừa phải thôi chứ đâu có dám để tiền cho nhà nó có bệnh hoạn hay gì, cô cũng lo cho nó. Dạ, thôi bây giờ con thay mặt cho chị với lại chú để gửi cho cô ha. 9.740.000. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 triệu. Đúng, cảm ơn anh chị. Cảm ơn. Cô Chính nói cho. Cô Chính đại diện thay lời cảm ơn của em Lâm là đại diện cho gia đình. Xin thành thật cảm ơn giáo sư Bùi Quang Huệ và con của giáo sư từ xa đã có lòng hảo tâm giúp đỡ cho cháu cô rất là nhiều. Cô rất cảm ơn và cầu chúc cho gia đình gặp may mắn, dồi dào sức khỏe, bước năm tới làm ăn phát tài ở xứ xa cũng như ở trong nước. Cô xin cảm ơn và gửi lời cảm ơn quý nhà hảo tâm từ xa tới gần đã giúp đỡ cho Lâm. Cho tới ngày hôm nay là cô Chính cũng gửi lời kính chúc quý bà con may mắn, năm mới dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài. Cô xin nhất và cầu chúc quý cháu luôn gặp nhiều may mắn trên đường mà làm việc hỗ trợ quý bà con nha. Và làm ăn phát tài năm tới nha, để mà cùng chung tay góp sức với quý nhà hảo tâm. Cô xin thành thật cảm ơn. Dạ. Một lần nữa thì Bùi Hồ cũng chân thành tất cả cô chú anh chị mạnh thường quân đã đồng hành cùng Bùi Hồ cũng như là anh Một Đồng. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ thay mặt cho gia đình của cô chính chân thành cảm ơn chị giấu tên ở Mỹ đã hỗ trợ cho cô chính 200 đô. Chân thành cảm ơn con trai thứ của cụ giáo sư Bùi Quang Huệ ở trường Trung học Phổ thông Chuyên Ngô Quyền, Biên Hòa, Đồng Nai đã hỗ trợ thêm một lần nữa 200 đô. Trước đây cũng hỗ trợ rất là nhiều rồi. Và chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, quý anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã luôn đồng hành của các anh em trên những cái nẻo đường tìm gặp gỡ những cái hoàn cảnh khó khăn để san sẻ những cái yêu thương. Thôi thì chắc có lẽ là sẽ thấy anh Lâm cũng đổ mồ hôi, cũng tranh thủ vô cho anh nghỉ ngơi. Một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị, quý mạnh thường quân rất là nhiều ha. Rồi con chúc cô chính luôn có sức khỏe dồi dào để lo cho anh Lâm. Chúc anh Lâm luôn sức khỏe dồi dào và phép màu nào đó anh Lâm có thể bán nhiều vé số hơn.
có một phép màu nào đó có ai bóng nguyệt hoặc là châm cứu để có thể anh đi lại một lần đều tuyệt vời. Cái đó còn hơn tại vì biết cô bác biết sao không? Cô chính càng ngày lợi tuổi càng lớn. Một mai 100 tuổi già không biết thì anh Lâm thì như thế nào nữa. Đó là một điều ước mà đối với không những là Bùi Hồ mà tất cả các mạnh thường quân. Cô chỉ mong là nó phục hồi tiến lên để sau này cuộc đời nó sáng trở lại. Rồi, cô chính cố gắng giữ gìn sức khỏe. Thôi cô cảm ơn hết các cháu nha. Dạ, anh Lâm nghỉ ngơi ở nhà nè. Bán vé số thì cũng bị giật được nhiều, thôi nghỉ ngơi ở nhà. Cho khỏe khỏe, lo tập cho sức khỏe tốt là được rồi. Nó cố gắng nó tập dữ lắm cho ơi. Dạ, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau.